Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cùng các bạn một điệu nhảy dân vũ dựa trên nền nhạc bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Bài này chỉ đi theo một hướng. Để tiện theo dõi, mình sẽ đứng cùng hướng với các bạn. Xin mời các bạn. Phần dạo nhạc của bài mình làm như sau. Phần đầu là mình nhún. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn cứ nhún như thế cho đến nhịp thứ 28 thì chuyển động tác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác này gồm có 26 nhịp. Các bạn cứ nhảy đến nhịp thứ 26 thì dừng lại và bắt đầu vào phần chính của bài. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Các bạn đi lên vào chân phải và đi xuống bằng chân trái. Bốn nhịp lên, bốn nhịp xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn. Phần cuối của bài có thêm phần điệp khúc. Mình sẽ đi như sau. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Mình sẽ đứng hướng này. Phần dạo nhạc của bài, đoạn đầu mình sẽ nhún. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Các bạn nhún như thế cho đến nhịp thứ 28 thì chuyển động tác. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác này các bạn cũng làm đến nhịp thứ 26 thì dừng lại. Và vào phần chính của bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 Phần cuối bài có thêm đoạn điệp khúc, mình sẽ đi như sau. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Theo câu hát lên thì các bạn đến như vậy. Chúc các bạn có những bước nhảy đẹp.